Hello mọi người. Hôm nay nhà mình đang nướng đang barbecue. Chuẩn bị nướng barbecue mọi người ơi. Nướng barbecue nướng than Sabrina. Đây, hôm qua mình bắt được oyster nè. Và con hà á con nhan. Yeah. Còn đây là thịt gà với thịt cù. Mình đã chuẩn bị xong hết trơn rồi và dùng cái sốt barbecue này. Ây da, nước chấm này nè mọi người, rất là ngon. Mình ăn thịt nướng á, mình rất là thích ăn nước sốt này. Wow, bây giờ chồng mình đang nướng thịt cù và con clam nè mọi người. Clam hôm qua mình bắt á. Say hello đi anh. Hello bạn. Busy. Đầu bếp. Anh nướng ít thôi. Anh nướng nhiều quá nó nở ra hết sao bỏ kịp. Anh bỏ thịt gà vô chưa? Gà vô tí rồi. Đầu bếp thèm ăn à? Ai thèm ăn vậy? Trời rất là lạnh luôn á mọi người. Để mình đi quay cây cối cho mọi người xem chút ha. Mọi người nhìn nè, hành của mình nó ra rồi nè, nó chỗ nó bắt đầu nó mọc rồi nè. Mình có trồng thêm hành baro nữa nè. Cà tím, cải của mình đã mọc rồi. Yeah. Trời ơi, hai chồng mình trồng sao cây kia chết mất tiêu rồi kìa. Đó, cây nhà mình bắt đầu nó trổ bông quá trời luôn. Cây plum á mọi người, nó ra bông quá trời luôn rồi. Còn cây cherry cũng có bông rồi nè. Bắt đầu cỏ xanh đó, đằng sau bông quá trời bông luôn. Wow, nhìn nè, thấy không? Bắt đầu ra bông ra trái rồi. Nhà kế bên cũng có bông trái dữ lắm. Wow. Chồng mình đang nướng nè mọi người, nướng. Trời ơi, cái này mà có khoai á anh hết sảy luôn ha. Ít thôi, nó bật lửa lên bây giờ. Wow. Ê, để em làm cho. Hi, xin chào mọi người. Trời ơi, đây để em làm cho. Trời ơi, cái gì vậy? Luôn mặt vợ chồng. Tụi mình đang nướng barbecue mọi người ơi. Đây anh đưa cái tô cho em. Chưa chín mà ăn. Anh đưa cái sửng kia kìa. Anh lấy cái sửng đó đó. Sửng nào? Này hả? Uh-huh. Hả? Ừ. Làm gì? Để anh để sò. Đó, lấy con này đó, lấy con này đó. Trời ơi. Có cái lửa này cái nó ấm dễ sợ luôn. Thịt anh lấy thịt ra đi nè mọi người. Đang nướng thịt cù và thịt gà mọi người. Thơm quá trời thơm luôn, nướng bằng than nó mới thơm quá. Chồng nướng xong rồi mọi người. Không cần nữa. Hả? Thật ngon vậy. Dạ, để em ăn. Bây giờ mình sẽ bỏ đậu phộng. Anh ăn bằng nước mắm hay là nước có sốt? Chồng mình muốn ăn bằng nước sốt này mọi người. Nước sốt này. Đâu rồi? Anh để đâu rồi? Hả? Đâu
mình sẽ ăn thử nước mắm nha. Chà nước sốt của anh nè. Mời mọi người một con clam nha. Mời các bạn nha bạn nha. Ui, ngon nha bạn. Trời ơi. Để em ăn thử sốt của anh nha. Sao? Cay không? Cay. Cay hả? Đây. Ây da, con này con oyster. Cay quá anh. Em nghĩ là ăn nước mắm ngon hơn anh ơi. Ăn với nước mắm ngon hơn. Ngon quá. Ngon các bạn ơi. Hồi nãy các con mình có xuống chơi á, lạnh quá chịu hết nổi chạy lên nhà hết trơn rồi. Nhà ai đang cưa cây à? Nó cây. Giờ mình sẽ ăn thịt cừu nha mọi người. Thịt cừu chấm với sốt của Mexico. À, để em đút anh, em cắt đi. Đây, cắt một miếng thịt, chấm một miếng sốt. Mời mọi người. Ngon quá. Thịt cừu nó rất là mềm. Nướng than nó thơm quá anh ha.
ăn cầm bằng tay nó mới đã thịt đó. Bổ sót đây luôn. Bây giờ mình sẽ để mỡ hành thử nha. Ăn kiểu này thử coi. Nè mọi người, để mình ăn kiểu chét mỡ hành giống như sò này kia. Ngon quá. Sò lạnh quá mọi người. Hâm nữa là. Bây giờ mình sẽ hâm sò lại mọi người. Ủa cay quá. Hả? Nước nè. Trời ơi, em ăn dính cái miệng em tèm lem như con mèo. Chồng mình đang nướng nè. Nói gì ở đây mấy nhỏ kìa. Mình mới đem như con mấy con mấy nhỏ ăn ở trên. Xa đang cắt thịt cho nó ăn ở trên cho nên hơi lâu tí xuống. Tại đem thịt lên mới cắt mấy nhỏ nữa. Bớt mặt đại ca. Phải lo cho mấy đại ca chứ. Mấy đại ca đó mày đại tỷ ở trên nhà nữa. Anh đứng quá đi, anh đứng đây. Ui. Đứng đi trời. Bỏ sò vô đi anh.
em phải bỏ đậu phộng vô, để em bỏ vô. Ôi 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 ôi. Cái gì vậy? Nóng nóng nóng. Ôi trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy bạn? Bạn mới nói mình cái gì vậy bạn? Trời ơi, hai chồng mình tưởng là thân à, cái tay gì? Tay sắt. Trời ơi, nãy giờ đói bụng quá, ăn cắm đầu cắm cuối luôn quá. Hay là mình livestream đi. No. Tại sao? No. Why? Livestream you, not me. Tại sao? Chị ăn nướng đây, em ngồi đây em nói. Nói gì? Livestream đi, làm biết quay video ăn barbecue. Livestream mình lưu lại trên đó luôn. Hả? Whatever. Ok, like nó. Em thì lại thích ăn bốc cháy. Để mở hành xong rồi cái lửa nó bốc cháy á. Wow, ngon quá. Đó, bây giờ mình sẽ chấm nước mắm. Trời ơi, mình hôm nay hai chồng mình đi chạy xe đi kiếm mua đèn để quay video á mọi người. Nhưng mà mình đi kiếm không có. Chắc phải đặt online á anh ha. Mà chồng mình thì không có rành cái ba mấy cái vụ đèn máy móc điện tử là chồng mình bó tay rồi đó. Hai lúa bạn ơi. Thông cảm. Ở nước ngoài mà không biết dùng máy tính. Biết dùng nhưng mà không có biết. Một mình phải edit video xong rồi đi thả tim xong rồi trả lời comment mình làm. Chồng mình chỉ là vô quay chung với mình thôi đó. Kêu là anh ơi đi thả tim giùm em đi. Hỏi ở đâu em? Chồng mình không có rành về công nghệ. Các bạn tên ông cho chồng mình xài điện thoại gì, chồng mình xài điện thoại đó. Không có đòi hỏi là phải iPhone mới ra, là phải có iPhone mới ra đâu. Miễn là có phone alo là được rồi đó. Cho gì là xài đó, cho gì là xài đó. Vậy còn chưa bốn nữa hả? Thì không có quan tâm tới vụ phone phép với người ta đâu. Không giống như là phone mới ra là sẽ đổi phone, không. Phone cho dù phone đời cũ xài mấy năm đi nữa cũng chừng nào hư mới đổi. Trời ơi, chồng của mình á, chừng nào phone hư mới đổi. Tiết kiệm cho rồi chưa muốn nữa bà ha. Không hư là không đổi luôn, cứ xài rồi đó. Con trai mình lấy cho mà. Con trai mình lấy nó đốp à. Mình mà đổi phone mới là thằng con trai mình nó bút phone cũ mình nè. Anh phải đi đóng cửa.
Cả nhà nhìn nè cả nhà. Trời ơi, chảy nước miếng chưa cả nhà ơi. Ngon quá anh ơi. Ăn nấu thịt cừu hả? Em muốn ăn thịt cừu. Em hả? Em nghĩ là nó chưa chín đâu, nó khét nhưng mà nó chưa chín mà. Hôm nào mình sẽ giới thiệu vợ thứ hai của chồng mình cho mọi người xem nha. Không biết mọi người có biết vợ thứ hai của chồng mình là ai không ta? Để hôm nào mình sẽ giới thiệu cho mọi người nha. Khi nào anh khui hàng của anh đây? Dạ, từ đó. Ừ. Oh. Chưa biết. Đợi chồng mình khui hàng khủng ra xong rồi mình mới nói vậy hiểu lầm chứ. Hàng khủng. Mình không có ý gì nha mọi người. Đấy là để bữa nào chồng mình lấy vợ thứ hai ra thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem, giới thiệu với mọi người. Sao vậy, nóng chưa? It's hot yet. Chưa nữa. Sao? Em muốn nóng thiệt nóng kìa. Vậy? Ăn mới đã. Cái này là chỉ có hai chồng mình ăn thôi cho nên là hai chồng mình chấm kiểu này luôn. Rồi anh. Không có cần phải có muỗng, có mét gì mệt quá mọi người. Yeah. Ừ, bỏ cái nướng cho em đi. Nó để em giới thiệu mọi người đó. Mọi người, hôm qua chồng mình bắt được cho con á, con này cho mình nè. Đó, đúng duy nhất một con. Bạn nào có nhịp xuống đấy đây các bạn, sò với hào đã luôn các bạn ơi. Dạ. Này phải bỏ thêm than nữa. Hết nóng của anh. Anh phải đưa than đi. Đập con quốc này mới kia. Trời ơi, con clam nướng, nướng mỡ hành siêu ngon luôn anh ha. Và nó là cực phẩm luôn á mà. Anh phải đi rửa tay á. You need to wash your hand, honey. Wow, ngon quá. Mm.